Cái ban chụp hơi vì tranh bị hùng chặt máu hơi vì miên bờ lòng chân mặt bị ắt đài vì miên bờ lòng miên đôi cái tiêu thoa mà đá nè bà con cái tiêu thoa mà đá cứ bật chật vì ắt miên cho tranh trồ chân hơi vì anh ấy cái tiêu nhập giấy này miên bờ lòng tranh trồ miên cho tranh trồ chân hơi bạn bị ắt cả đài hơi bị khổ khổ chắc mà biết tục ban dùng bởi xin dìa bọn ôn thở thái đọc cho nàng mấy toàn đăng tờ nà phong bọn bọn chắn ở cái tên là nếp xây nó cứ vừa bị xây thường thay việc đi tới trẻ khăn nòn phị chán chắc chắc cứ trô chật phở về cái tên là bởi xin dìa bọn ôn chẳng bán chắc bị lăng tới nâng miên ca bà cho thật lại nâng miên ca bà cho thật lại nhạc bị say chú bóng ổn nè bóng ổn ánh mươi chật chật bàn nế vì miên một vỉa ní một để đồn lợp nè vì miên bỏ lòng chăng ạ chắc bán ở vỉa ní nữa ngay vì kênh tay thì chạy xuống hay ớt chứ khăn ông tì rồi xa ấy bạn ớt chứ khăn ông bóng ổn vô tất đã lưu bút dì đúng tất bị bọt máy bán khúc tất lại còn lại sạch bọc ôn ai chưa đặt lơ pu rồi mới có kẻ làm bạch đặt lơ pu của bạn này hai bờ ca tục đã vĩnh xuống là ắt nhẹ nhàng chờ này cứ bọt thoa mặt đa hai bờ trong sầm át biết liên tắc cái thoa mặt đa cái tel thoa mặt đá cứ phèm chân nam mấy năng bờ sân gì cụ bọc vĩnh cứ ai đang ở sạt sạt chia chia vía rồi mới có lấy đi lấy nó chứ hết này trong bọc ôn ai từ nhẹ từ nồng bán tâm dạ lấy tu sập nơi thẳng lờ chào quân trần.